7. Hôm nay em sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch, hướng dẫn thầy cô và các bạn tham quan một địa danh hết sức nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Thành phố Hồ Chí Minh là một điểm đến thu hút rất nhiều khách du lịch, không chỉ bởi vẻ đẹp hiện đại, sang trọng và mới mẻ của thời đại, mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử cổ truyền của dân tộc, một thời rạng bóng hào hùng, thiên liêng của dân tộc. Nằm giữa lòng thành phố hiện đại, năng động, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh là một địa danh trầm lắng với những khoảng thời gian lịch sử. Nơi đây thu hút trên 1 triệu lượt du khách tham quan mỗi năm. Và lại tại số 28 đường Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Bảo tàng được xây dựng với quy mô diện tích 5.400 m². Để di chuyển đến bảo tàng có nhiều hình thức khác nhau, du lịch bằng xe máy là một lựa chọn phù hợp cho người trẻ muốn khám phá. Đi xe máy sẽ cho bạn một cơ hội đi chiêm ngưỡng toàn cảnh Sài Gòn và có thêm những trải nghiệm tuyệt vời. Nếu lựa chọn xe buýt từ bến xe miền Đông, bạn có thể chọn tuyến số 14 hoặc tuyến số 6 từ bến xe Chợ Lớn để đến bảo tàng. Với những vị khách du lịch nghỉ ngơi tại trung tâm thành phố từ chợ Bến Thành, bạn nên chọn tuyến số 28 để đi thẳng đến quận 3. Bạn cũng có thể lựa chọn di chuyển bằng các hãng taxi như Mylin, Savico và Vinasun. Vậy có ai tò mò về lịch sử hình thành của viện bảo tàng này không? Thực ra nơi này thời nhà Nguyễn là vị trí của chùa Khải Tường, một ngôi chùa do vua Gia Long truyền dựng lên để đánh dấu nơi sinh của hoàng tử Nguyễn Phúc Đàm. Sang thời Pháp thuộc năm 1880, chính quyền thực dân cho phá bỏ chùa nên chùa cổ bị lập phải xây dựng biệt thự lên trên. Và thập niên 1930, vị trí này là văn phòng luật sư rồi được nữ bác sĩ Henry Ann Sức Bồi mướn lại làm kiểm đường sản phụ khoa năm 1940. Chính quyền Pháp trưng dụng biệt thự rồi sau chuyển nhượng lại cho Viện Đại học Sài Gòn làm trụ sở cho trường Đại học Y khoa Sài Gòn năm 1947. Sau đó vào ngày 4 tháng 9 năm 1975, bảo tàng được thành lập với tên gọi Nhà trưng bày Tội ác Nguyễn Huệ. Ngày 10 tháng 11 năm 1990, đổi tên thành Nhà trưng bày Tội ác Chiến tranh Xâm lược. Đến ngày 4 tháng 7 năm 1995, bảo tàng này lại được đổi tên thành Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh được như ngày nay. Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh là một tranh sống động về đất nước Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh chống lại Mỹ, Ngụy, trích những hiện vật, những hình ảnh còn sót lại như những bằng chứng đanh thép tố cáo tội ác của bọn thực dân xâm lược, đồng thời phản ánh ý chí chiến đấu chiến thắng để giành lại độc lập dân tộc của nhân dân ta. Hiện tại bảo tàng lưu trữ hơn 20.000 tài liệu hiện vật và phim ảnh, hơn 1.500 tài liệu hiện vật phim ảnh đã được đưa vào giới thiệu ở 8 chuyên đề trưng bày thường xuyên. Bước vào cổng, điều khiến du khách không khỏi ấn tượng đó là những vũ khí chiến lược phẩm do quân đội Việt Nam thu giữ được trong thời kỳ chiến tranh. Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh gồm hai phần, khu vực trưng bày ngoài trời và trong nhà. Ngay từ cổng vào là khu vực trưng bày các loại vũ khí, các phương tiện quân sự của Mỹ gồm các loại máy bay phản lực, máy bay trinh sát. Một bên trong bảo tàng gồm 3 tầng với 1 trệt và 2 tầng lầu. Ở tầng 1 của bảo tàng là phòng bán vé, phòng đa năng, phòng thế giới, phòng Việt Nam kháng chiến. Điểm nổi bật của tầng 1 đó chính là chuồng cọp, một kiểu danh hiệu của nhà tù Côn Đảo. Chuồng cọp được coi là một nơi cho tất cả những chiến tích của người đối với những tù nhân yêu nước. Ở đây những người cộng sản cách mạng yêu nước bị kỳ bạo. Xong chỉ trong khoảng 5 m², không có giường nằm hay cửa sổ, chuồng cọp còn là nơi diễn ra những màn tra tấn hết sức đau đớn, dã man nhưng phải đầy ý chí và sức mạnh của những con người yêu nước. Đây là chiếc máy chém dùng để sát hại nhân dân yêu nước trong thời kỳ chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Tầng 1 gồm phòng hậu quả chất độc da cam trong chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam, tòa án chiến tranh xâm lược, phòng chiếu phim và phòng họp. Phòng tòa án chiến tranh xâm lược gồm 125 ảnh, 22 tài liệu, 243 hiện vật giới thiệu về những chiến tích, tòa án và hậu quả của chiến tranh xâm lược đối với đất nước và người dân Việt Nam. Hai gồm phòng những sự thật lịch sử, chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam, của cổ trắng, phòng giáo dục thiếu nhi, Việt Nam chiến tranh và hòa bình, hồi nhiễm. Phòng hồi nhiễm với bộ sưu tập ảnh về chiến tranh Việt Nam do hai nhà báo người Anh là Tom Hayes và Horst Fass thực hiện dưới sự giúp đỡ của thông tấn xã Việt Nam. Bảo tàng là nơi lưu lại những chứng chiến tích của anh hùng của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống những thế lực xâm lược, đồng thời để tố cáo những tội ác và những bất lực, những hậu quả tàn khốc của chiến tranh xâm lược. Đây cũng là một địa danh lịch sử quan trọng của đất nước Việt Nam chúng ta. Bảo tàng còn giáo dục công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ về tinh thần đấu tranh bảo vệ độc lập tự do của tổ quốc và ý thức chống chiến tranh xâm lược và bảo vệ hòa bình và tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Chính vì ý nghĩa to lớn đó mà chúng ta cần phải đến và tham quan bảo tàng tìm hiểu kỹ về lịch sử Việt Nam. Nhưng có lẽ do Sài Gòn bận quá hoặc cũng có thể do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên hiện tại chúng ta không thể nào có cơ hội được đi đến tham quan bảo tàng đó được. Thế nhưng bởi khi Covid-19 qua đi, chúng ta lại có thể đi đến đó cùng gia đình, cùng bạn bè, cùng nhau tham quan, khám phá về lịch sử Việt Nam, cùng nhau gắn kết những người trong gia đình với nhau, cũng như giải tỏa căng thẳng sau một tuần dài làm việc vất vả mệt mỏi. Bài này được làm bởi em là chú Cả Tâm và chị của em là chú Cả Minh. Nguồn thông tin Google, hình ảnh Internet, video